bốn con sò sắt Marăng nha. Nó là sò sắt nét đó các bác, mà hãng Marăng đặt riêng thương của hãng nét. Vâng, em xin chào các bác nha. Đây là con âm ly mặt răng 1250, là phiên bản nâng cấp rất là nhiều so với đàn em đàn anh của nó là 1150. 1250 sở hữu một thiết kế sang, mạch vàng tất cả vàng hết nha các bác, coi như là mạch nó bằng gold, ốc ác đồ tất cả các chi tiết đều bằng gold hết. Và con này thì quá đẹp, thiếu mỗi cái thùng xốp nha các bác. Vào gỗ zin theo máy nha, các bác thấy này, nó vàng ươm hết luôn nha. 1250 thì thiên về độ chi tiết rất là cao, công suất là 330W, đánh là 8 con sò sắt Marăng. Và cho các bác là chỉnh được bass mic chép nha. Đấy, volume có âm thanh nổi loa nét nha các bác. Đường tín hiệu vào ba lăng, hai cầu loa A/B/A/B. Đây các bác thấy tất cả đều là vàng ươm hết nha. Những con mặt răng mà bên nước ngoài về thì nó vàng ươm như thế này hết nha các bác. Bác nào mình chơi loa Mỹ, loa châu Âu, loa Nhật, như dòng loa một Pioneer như là HBM 100, 150 vân vân, và kể cả những dòng loa Bass 30, 40 của Pioneer và JBL thì nó đánh quá tuyệt vời rồi. Và những dòng loa cây của châu Âu vân vân. 1250, công suất là 330W, California USA. Hai cầu loa đánh trở kháng là 4-16 ohm, tem cờ khi em nó ra đời là còn nguyên hết nha. Vào gỗ zin theo máy. Bác nào muốn sở hữu em này thì alo cho em, về được một con duy nhất trong ngày hôm qua và nay em lên sóng để các bác cùng xem. Bác nào lấy thì cứ alo trong qua hai số điện thoại phía trên nha. Mé thì em bao zin tuyệt đối và con này rất là đẹp nha, gọi là thiếu mỗi xốp thôi nha. Và em đang giao các bác con mặt răng 1250 thiếu thùng xốp này, giá là 21 triệu nha, bao gồm phí ship. Các bác thấy con này nó quá là mới nha. Hai bác thấy này, từ ống ánh cái từng chi tiết mà cái nước phay này nó vẫn ươm luôn. Đây bác nào, con này đấy, rất mới nha. Con này nó đánh về thiên độ chi tiết cao, rất là cao nha các bác. Nó là tiếp cận cái dòng hi-fi đó các bác. Rồi sau đây em mời tất cả các bác mình xem bên trong của máy và độ mới nó như thế nào, để các bác mình có thể sở hữu được những con âm ly đẹp. Cọc tiền thì các bác cọc khoảng 2 triệu trở lên, còn chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200 nghìn cho sản phẩm này nha. Đây các bác thấy cái đế nó, cái chân này còn cái mút này. Đấy, cái đế nó này. Vâng, nó mới thiếu thùng xốp là có thật đấy các bác. Các bác cùng xem 1250. Rồi các bác thấy nhìn từng chi tiết này. Đấy, các bác nhìn sexy này, 7 màu luôn nha. Đây các bác nhìn sexy bên dưới luôn này. Khó tìm 1250 mà được như thế này là các bác. Nhìn sexy này các bác, trắng toan luôn. Và nó mới, cực kỳ đó. Mở vế là bốn con sò sắt Marăng nha. Nó là sò sắt nét đó các bác, mà hãng Marăng đặt riêng thương của hãng nét họ sản xuất. Đây là cái hiệu là Marăng, nó là nét đấy. Đấy, mới tinh luôn các bác. Đây các bác nhìn phần này là phần rô le nha, phần bo mạch âm xét công suất. Những 1250 nó có hệ thống lọc và lọc công suất nha. Đây lọc công suất nha các bác. Đây là độ chi tiết rất là cao, mỗi bo đều có trang bị một cục lọc công suất nha. Đấy các bác thấy không? Đó. Đây là tổng quan của em nó. Giá là 21 triệu bao ship nha, bác nào lấy thì alo cho em. Một con mặt răng 1250 và là quá đẹp nha, quá mới luôn. Chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200 là còn 20 triệu 800, còn cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu em ship hàng nha các bác. Các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Vâng, xin chào các bác nha. Đây là con Fixer rất là hot, 500 TX. Đây là bản chót nha các bác, bản chót nha, bản đỉnh nhất của 500 tiếng nha. Về trong vòng cuối năm nay rất là nhiều bác hỏi mà nay mới về, thì bác nào mình đang có nhu cầu tìm của 500 tiếng bản chót này thì alo cho em. Đời một lỗ điện, một lỗ điện nha, sò số 7 nha. Đời chót để lên 800 tê đây các bác, một lỗ điện nha. Con này series là 579 này, series đẹp quá các bác, 579, 190W ở 8 ohm, quá là khỏe luôn. Chơi dùng là lo cổ AR3, nhưng dòng là lo cổ Mỹ Nhật Bass 30-40, sò số 7 nha các bác. Sò nhôm Motorola chân vàng số 7 nha, hai cầu loa 320 VA.
Series là 579 nha. Đấy, bác nào chốt con này thì alo cho em. Và giá em để cuối năm cũng như là lọc lá các bác là 30 bao gồm phí ship nha. 30 là bao gồm phí ship, bác nào mình chốt thì mình nhanh tay nha. Đã không thay đè bật, mình dặn nút đây, xong tròn luôn. Ba mươi bao gồm phí ship nè, bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt là 1%, nghĩa là 300.000 đấy. Chuyển khoản đủ là bớt 300 nha, còn cọc tiền thì vẫn giá 30, cọc thì cọc 10% trở lên, 2-3 triệu trở lên là em ship hàng. Về ngoại diện ngoại của nó thì đẹp toàn diện nha, đấy, tem cơ là còn nguyên không thiếu gì hết trơn đấy, còn tem, kể cả cái tem 190W 8 ohm thì nó còn nguyên luôn, đa số con nào cũng bóc hơi hết rồi. Còn con này còn nha. Rồi em đi vào nội thất bên trong luôn. Mé thì em bao dinh nha. Mé về trong sáng này. Hàng đấu máy bay về. Hàng đấu bằng mạng Mỹ các bác. Hay là phần đường thi đầu vào này. Đây là chỉnh cầu loa AB, A-B. Đây là âm thanh stereo mono. Đây là phần bass này. Chép, ba lăng, volume. Volume là kìm luôn lúc nguồn quá. Đây em mời các bác cùng xem này. Từ những cái khung cái niềm của nó này. Đấy. Còn bóng lẫy luôn nha bác. Đấy, tem này bác còn nguyên này nha. Con này bản bo kích tinh lửa luôn nha bác. Bo kích tinh lửa luôn. Nó sẽ cứng nha. À, rồi rồi. Đây. Bốn con Motorola số 7 nha. Đấy. Bò kích tên lửa nha các bác. Mẹ xuất sắc luôn nha. Đây mời các bác cùng xem. Đây là hai cái mút để chống cái nắp động vào các bác. Đây bò kích tên lửa nha. Bốn con Motorola này, bốn kích ngoài Motorola là bốn Motorola tiếp. Tiếp Ramira đằng sòn các bác. Sexy là sáng tròn nha. Rồi mời các bác cùng xem phía dưới luôn nha. Đây là phía dưới nó của nó nha các bác. Các bác sẽ thấy được cái phần nguồn. Đây là hai tụ lục nguồn và tụ hồng luôn nha. Hai tụ hồng. Đấy, thì những linh kiện này đó, những cái chiếc áp nó sáng tròn luôn nha. Nó bằng thiết các bác, nó không bơ gãy nha. Đây, tổng quan phía dưới của em nó, phần nguồn, cái tăng phô, phần đài, đấy, những cái chiếc áp. Đấy thì bác nào muốn sưu tầm em này thì alo cho em. Giá thì cực kỳ tốt rồi nha. Bằng chót 30 bao gồm phí ship nha. Chỉ có một con hơn cuối năm nay về. Mà bên em còn cả 250T, 400T và 450T nha. Bác nào nhu cầu sản phẩm nào thì cứ alo cho em nha.